Các bạn xem hay thì đừng quên ấn đăng ký, ấn like và chuông để ủng hộ nhóm Dịch phát triển và theo dõi những video mới nhé. Ngàn năm trước có một đế thú hệ thổ làm hại Hạ Châu Tây Bắc. Đế thú có thể bị được với võ đế, không ai có thể địch lại được. Vào lúc sinh linh đồ thán, có một vị y giả đã tha hương đến đây. Người đó chỉ có tu vi võ thánh, lại có thể dùng độc thuật của mình giết gọn đế thú. Khi đế thú bỏ mạng, máu loang vạn dặm, nơi nhỏ máu xuống, cỏ cây tàn lụi như dâm dạng. Từ đó trở đi, hoang mạc này xuất hiện. Khí tức này là mộ này hẳn là đường đúc từ đầu của thi hài đế thú. Vậy tức là mộ này có thể là của vị y giả đó ư? Theo lý mà nói, võ đế và võ thánh thọ mệnh lâu dài, ắt hẳn người đó sẽ không bỏ mạng sớm như thế này. Hẳn là người đó đã gặp chuyện ngoài ý muốn gì đó. Vô Diện Đế Quân, võ thánh mạnh nhất. Bách Diện Y Thánh. Từ đại chiến chư đế thời viễn cổ, đại lục tinh vẫn vì chiến sự mà chia 5 x 7, linh khí đất trời bị hao tổn. Thiên địa thất hành, mỗi thời điểm chỉ có thể xuất hiện chính vị võ đế. Vạn năm nay chỉ có 2 người đánh vỡ ma chú này, một là Võ Dạ Lượng. Một người khác là Dạ Đế, nổi dậy ở hạ cùng Bách Diện Y Thánh trở thành đế quân mới. Cho nên sau khi Dạ Đế qua đời, tuy rằng chỉ có 9 vị đế quân, còn có thể giữ lại cách gọi thập đại võ đế đó. 10 vị võ đế cũng bình thường, tứ đại thiên vương cũng có 5 người, hoàng đạo 12 cung cũng có 13 đến 14 chòm. Nhưng mà vị Y Thánh này lại có phương pháp hạ độc võ đế. Đó là lý do tại sao chúng ta có thể dễ dàng đánh bại anh tài Hạ Châu vậy sao? Đỉnh Võ Hoàng cũng có hơn 10 vị. Ngoài ra trong đó còn có cả bán thánh. Cũng dễ hiểu thôi, nắm giữ truyền thừa của Y Thánh chẳng khác nào là có được vũ khí hạt. Nhưng mà không phải ngươi ở hiện trường khai mộ ngay từ đầu hay sao? Sao không nhân lúc đó mà lấy luôn? Tông chủ cứ yên lặng quan sát thì sẽ biết thôi. Một đám võ hoàng mà cứ đứng nhìn như vậy à? Lão Cát ta không thể nào ngồi yên được nữa. Y Thánh tiền bối, tại hạ xin đắc tội. Ngôi mộ này có kết giới chống sát thương, càng cố đột nhập thì thiệt hại sẽ càng nghiêm trọng, cho đến nay vẫn chưa có ai vào được. Đám võ hoàng đó đều biết việc này hay sao? Sao lại không ai nói cho lão Cát đó biết? Mối quan hệ của người này tệ thật đấy. Quấn tông chủ, không ngờ ngươi cũng tới đây. Ta cũng tới mộ Y Thánh để thử vận may, xem có tìm được thứ gì có thể chữa khỏi cho đôi mắt của ta hay không. Hà công chủ, đã lâu không gặp, nhưng mà bệnh mắt của ngươi hình như có liên quan đến linh hồn, chỉ sợ. Không hề gì, từ lâu ta đã quen với việc thất vọng rồi, niềm vui là trên hết ấy chứ. Ồ, mùi này à, Thiên Thiên cũng ở đây ư? Nhưng bây giờ có rất nhiều tiền bối tu vi cao cũng không thể lao vào mộ. Nếu không cho tiến vào, vì sao mộ này còn chiêu cáo thiên hạ, hấp dẫn nhiều người kéo đến như vậy? Người có duyên chưa đến, không được đi qua cửa này. Phát hiện nhiệm vụ chi nhánh vào trong mộ cấm, thời hạn nửa giờ. Nửa giờ? Chẳng lẽ ít lâu nữa mộ này sẽ lại chìm xuống đất? Kết giới này có thể gây thương tổn đến đỉnh võ hoàng, thậm chí là bán thánh, dựa vào hệ thống không được. Có manh mối nhiệm vụ gì hay không? Nếu muốn có gợi ý, vậy ta sẽ giúp ngươi một chút. Bách Diện Thánh Nhi trước nay luôn là 2 người, chưa hề đi một mình.
Công chủ, chúng ta đi trước một bước đây. Ta sẽ giúp công chủ để ý chuyện thần dược chữa mất. Cẩu thận, sắp đâm vào tường rồi. Tin ta. Hữu duyên thiên lý lăng tương ngộ. Tam tiếu đồ nhiên đương nhất si. Thì ra người có duyên mà mộ này nói là để chỉ những người có duyên với nhau. Không ngờ Bách Diện Thánh Nhi này lại là một người cuồng ship CP đấy. Ta đã bảo ta và Thiên Thiên có duyên ba đời ba kiếp. Các ngươi nói có đúng hay không nào? Sao hai người lại vào được trong này? Hai người có nghiệt duyên gì với nhau vậy hả, Hề Công Chủ? Sao ngài lại vào được đây một mình? Tông chủ, người đột nhiên lao về phía trước. Ta ôm người rồi bị kéo theo luôn. Khi đột phá kết giới, ta còn nghe thấy câu ngọn giáo mạnh nhất, tấm khiên mạnh nhất, bổ sung cho nhau có thể phá vỡ mọi luật lệ. Ta lại nghe được một thân hai mạng, nhân quả của nhau vô cùng thú vị. Y thánh này ăn tạp thế nhỉ? CP gì cũng cướp, CP gì cũng đớp.